Thực ra là chiến lược giao dịch mình cũng chia sẻ với anh em, đó là nó không có thay đổi quá là nhiều từ khi mà chúng ta có bùng nổ theo đà ngày 6 tháng 5 đến bây giờ. Nhưng mà rất nhiều anh em cho rằng đó là trong mỗi cái ngày đó anh em xem live hàng ngày, anh em cứ cảm thấy là mình cứ bị tâm lý thế nhỉ. Ngày hôm qua thì mình nghĩ này, ngày hôm nay mình nghĩ này, đừng có bao giờ bám víu vào cái đó. Bản chất là khi anh em lên live stream hàng ngày với nhau như này, anh em chỉ muốn chia sẻ với nhau về cái, nếu anh em muốn tập trung thì chúng ta chỉ tập trung những cái gì nó mới thôi. Tức là phân tích về cổ phiếu thôi, chứ còn xu hướng của nó ít khi nó thay đổi lắm. Còn anh em phải cho cổ phiếu nó có biên. Ví dụ như là nó phải cho nó biên 5-7% để nó đi quanh đó, để nó tích lũy, để nó rung lắc, để nó điều chỉnh, để nó tiến lên, để nó vượt đỉnh. Chứ anh em không thể nào kỳ vọng là hôm nay nó tăng, ngày mai phải tăng phi ngay được. Nó khó, cái điều đấy nó thực sự nó rất là khó. Chúng ta nên phải cho cổ phiếu nó một cái biên để nó chạy. Yeah, ok. Hôm nay thị trường có một cái phiên giao dịch. Trước tiên chúng ta xem qua thế giới một chút đi. Mình sẽ xem qua thế giới một chút. Đó, mình xem qua thế giới một chút nhé. Chuyển đến economic này. Wow, xem qua thế giới một chút, xem là thế giới có biến động gì không. Thế giới thì đến hiện tại giá dầu vẫn duy trì. Giá thép thì có điều chỉnh một chút. Gold thì vẫn ở quanh 2.350 đô trên một ao. Đúng không? Đô thì điều chỉnh nhẹ một chút, 104.7. Chắc là đang chờ thông tin GDP của cuối tháng. Dow Jones tương lai đang sẽ điều chỉnh nhẹ một chút. Cái này chắc cân thôi, đúng không? Rồi bond thì vẫn là 4.45. Coi thì Ether tiến đến vùng đỉnh, đúng không? Bitcoin tiến đến, sau đó điều chỉnh nhẹ nhàng, vẫn đang quanh 68.500. Lên thị trường chưa có diễn biến gì mới. Ở châu Á hay sao? Châu Á thì châu Á có Nhật tăng 0,66%. Nhật thì tiếp tục là một cái phiên hồi phục, đúng không? Hồi phục 0,66%, vẫn đang sideways vùng này. Đa phần thị trường châu Á đang sideways, trừ thị trường tàu. Thị trường tàu thì sau khi cắm thẳng với M220 thì có một cái nhịp giật tăng lại, thì mình qua mình có nói cái việc này rồi, đúng không? COSPI cũng hồi phục trở lại được 1,32%, một cái thị trường mà rất đồng pha, mình đánh giá là rất giống thị trường Việt Nam. Trong cái nhịp mà backtest lại M200 cái đoạn trước đó, đúng không? Thì nhịp này thì COSPI cũng hồi rất là tốt. Ok, nói nhanh thị trường Việt Nam thôi, chúng ta chỉ có khoảng 20 phút thôi, đúng không? Mình cũng đang phải ngồi trên ô tô để chia sẻ với anh em đấy. Anh em có mấy con nhưng mà chọn được con này nó rộng rãi nhất. Ok. Đầu tiên thì chúng ta phải chia sẻ với nhau, đó là cái câu chuyện về thanh khoản. Mình đã nói câu chuyện về thanh khoản vào ngày hôm qua, và mình cũng đã chia sẻ rất là rõ ở cái bản tin trưa nay trên YouTube và TikTok của anh Lương Vịt. Đó là sau khi mà chúng ta bị đấm một phát vào mặt thì cái việc mà chúng ta phải nghỉ ngơi lại là chuyện bình thường. Giống như việc hôm qua anh em vừa mới bán, vừa mới mua xong, thì hôm nay anh em phải chờ xem tín hiệu như thế nào. Hôm qua vừa bán xong, nay làm sao dám mua lại được. Hôm qua đang bị nó đánh cho sợ rằng hôm nay làm sao dám quay lại đánh nó ngay được. Việc volume thấp là chuyện hết sức bình thường, và đây là điều cần thiết. Vì sau phiên bán to kia mà volume lại to tiếp thì chỉ có là ubo thôi. Mình nói trước anh em, sau phiên bán to kia nha, phải một tuần vô thấp càng tốt. Vô to là phải chủ động tăng giá cơ. Còn một tuần phân thất càng tốt. Còn cứ to mà lại đỏ thì cũng là vã lô. Thì cứ 27-30 nghìn tỷ người lại đỏ nó thì cụ tèo. Thì nó chỉ chứng minh cho một cái điều, đó là áp lực bán. Tức là nó đấm mình xong rồi nó lại quay lại nó đấm tiếp cho mình nữa. Mình đang trọng thương nó quay lại nó đấm phát nữa, thì có mà cụ đi luôn. Vì thế nên cái việc mà xuất hiện một phiên vốn lớn bán 35 nghìn tỷ, sau đó xong thì nằm im là hợp lý. Thanh khoản thấp 17 nghìn tỷ mình đánh giá là hợp lý. Nó phải tạo sự chán nản liên tục, đúng không? Đấy là cái yếu tố số 1 mình muốn chia sẻ với anh em, mình nhắc lại. Yếu tố số 2 mình muốn nhắc lại với anh em, đó là thị trường chưa có đỉnh. Đừng ai bảo thị trường mình là tạo đỉnh ở đây nhé. Mình không đồng ý quan điểm đấy. Và cái cách mình biện minh cho cái việc đó mình cũng đã chia sẻ rất rõ rồi. Đó là thị trường chỉ xuất hiện 2 phiên phân phối lớn thôi. Chúng ta có bùng nổ theo đà từ ngày 6 tháng 5 và chúng ta có những cái phiên phân phối là từ ngày... Chúng ta có phiên phân phối, đó là phiên phân phối số 1 là vào phiên ngày 22 tháng 5, phiên phân phối số 2 đó là vào phiên ngày 24 tháng 5. Và chúng ta chưa có phiên phân phối số 3, số 4, số 5. Chúng ta chưa xuất hiện, ý chắc là 4-5 phiên phân phối đổ lên. Chúng ta chưa có gì chúng ta phải lo lắng là việc thị trường nó tạo đỉnh. Nó chưa đủ tín hiệu để cho thấy điều đấy. Cái đó là cái mình phải chia sẻ với anh em, thực sự nó là như thế. Cái thứ ba mình muốn chia sẻ với anh em ấy. Hôm nay mình có đăng Facebook, mình có đăng Zalo. Anh em phải cực kỳ nhớ những ý này nhé. Tại vì từ chiến lược từ thị trường nó mới ra chiến lược cho anh em về tư duy mindset. Ví dụ, mình vừa nói câu chuyện liên quan đến chiến lược thị trường. Đó là mới có 2 phiên phân phối. Và thị trường vẫn đang sideways. Bản chất cả tuần chúng ta vẫn đang sideways ở một vùng, anh em thấy hôm nay lại ngoi lên 1267. Thì bản chất chúng ta cả hai tuần vừa rồi chúng ta vẫn đang loanh quanh ở 126x. Nhưng nó tạo cho anh em biến động, anh em cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà thực ra vẫn đang sideways. Như cái kịch bản nó 7-80% chúng ta dự kiến. Đó là sideways với hỗ trợ gap up 1255, bây giờ không gọi là gap up nữa vì nó đã lấp gap rồi. Cái gap mà chúng ta bảo là sớm muộn nó lấp thì nó đã lấp rồi, rất là tuyệt rồi. Và nó đang sideways ở đây và volume thấp là tốt. Và chiến lược như vậy, cộng với volume như vậy, đấy là cái cách mà chúng ta phân tích thị trường. Sau như vậy xong thì chúng ta mới đánh giá. À, vậy thì volume thấp là gì? Là các cổ phiếu nó sẽ phân hóa. Tiền nó sẽ không vào được, tất cả, đặc biệt là cổ phiếu đầu cơ. Tiền nó khó vào đâu cổ phiếu đầu cơ chứ. Và tiền nó sẽ phân hóa, cổ phiếu nào có câu chuyện nó sẽ kéo tiếp. Cổ phiếu không có câu chuyện phải tích lũy lại. Bắt đầu tự khiên nó ra được một cái chiến lược như vậy. Đúng không? Thì tất cả là từ cái phân tích từ A ra B, từ B ra C, nó cứ nối đuôi nhau, nó phân tích. Xong vậy thì từ cái chiến lược đó ra mới ra đó là à, những ai mà chưa có hàng thì bây giờ phải canh những cái thời điểm phiên phân phối này để mua. Đặc biệt là thời điểm hoảng loạn. Ví dụ hôm trước mình mua FPT, mình mua ở vùng giá 132, 131, 130 x. Mình cho anh em giải mua 3 vùng luôn của FPT. Đúng cái viên thị trường hoảng loạn nhất luôn. Cái lúc mà thị trường xuống lớp gáp là lúc mình bảo anh em mua FPT. Ví dụ như vậy. Tức là những ai mà nhiều tiền mặt thì bắt buộc những cái lúc đó cả nhà phải thăm dò. Không thể chẳng còn cái lúc nào cả. Nếu mà không thăm dò những lúc hoảng loạn trong một xu hướng tăng thì anh em phải mua vào đỉnh. Tức là anh em phải chấp nhận mua giá cao. Cái đó là tùy anh em thôi. Nhưng nó có hai cách mua trong một giai đoạn thị trường trong xu hướng tăng. Một là mua vào đỉnh, hai là mua hoảng loạn. Tất nhiên là hoảng loạn ở đây là hoảng loạn trong phiên phân phối số 1, phiên phân phối số 2, số 3. Chứ không phải là anh em bảo là hoảng loạn phiên phân phối số 4, số 5 bắt đầu có rủi ro thì lại mua. Không có chuyện đấy. Anh em hình dung chúng ta lại tiếp tục follow theo cái chiến lược lúc đầu để chúng ta ra được hành động. Nói thật với anh em là mình đang chia sẻ cho anh em cả về phương pháp đầu tư đấy nhá. Ai muốn tham khảo phương pháp đầu tư này đấy, ai muốn tham khảo phương pháp đầu tư theo kiểu là bùng nổ theo đà, cách sử dụng bùng nổ theo đà thì anh em phải cực kỳ hiểu việc này đấy. Mọi khi là có thể là chia sẻ với anh em là anh em còn chưa hiểu ngọn ngành đâu, nhưng đây là chia sẻ rất ngọn ngành đấy. Từ chiến lược đầu tư đấy nó mới ra vấn đề cho anh em. Đó là ông phải hành động như thế nào. Tiếp, xong tỷ trọng đi vốn là bao nhiêu phần trăm? Tỷ trọng đi vốn ví dụ là 90%. Có bùng nổ theo đà mới xuất hiện phiên vốn số 1, số 2, thậm chí là dùng cả margin bình thường. Nó chưa có vấn đề gì nó phải lo cả. Phiên vốn số 4, số 5 hạ dần. Còn cái việc mà anh em co cơ cấu hàng xong anh em đảo hàng chuyện bình thường. Hôm trước mình cho khách hàng của mình cơ cấu toàn bộ những cổ phiếu yếu kém. Trong cái buổi sáng mà thị trường có tín hiệu xuất hiện viên vốn số 2 vào ngày 24 tháng 5, những cổ phiếu nào mình đánh giá là yếu mình cho anh em loại bỏ hết. Nó bắt đầu tập trung cơ cấu, đảo cổ phiếu mạnh. Căn ke nhịp này mua cổ phiếu mạnh. Đấy là chuyện bình thường. Tại vì mình biết khi những nhịp điều chỉnh xảy ra, nếu mà nó có xảy ra thì những cổ phiếu yếu nó sẽ tiếp tục yếu và những cổ phiếu khỏe nó sẽ khỏe hơn. Và sau đó những cổ phiếu yếu tiếp tục yếu hoặc tái tích lũy lại thì sau này mình lại tính tiếp. Đấy là cái liên quan đến tỷ trọng đi vốn. Mình muốn nhắc anh em là cái số 3, số 4 gì đấy. Còn cái nữa mình muốn chia sẻ với anh em đó là chỉ những nhịp điều chỉnh này mình nói trên Facebook ấy, mới xuất hiện những siêu cổ phiếu rồi, mới xuất hiện những cổ phiếu mạnh rồi. Còn ở những nhịp mà thị trường nhá, mà tăng nhá, anh em không bao giờ anh em phát hiện được cổ phiếu mạnh. Con nào nó mạnh hết. Nhưng ở những cái lúc điều chỉnh này, con mạnh là nó sẽ thể hiện mạnh. Không nói nhiều. Chỉ có những cổ phiếu mạnh nó mới thể hiện mạnh rồi. Và mình cũng phải chia sẻ với anh em luôn, bổ sung cho quan điểm này là gì? Trong một thị trường Dow không bao giờ có cổ phiếu vượt đỉnh. Nhưng mà anh em biết hôm nay khi mà thị trường mới có giảm một cây mà sau đó hồi lại thôi mà đã có cổ phiếu vượt đỉnh không? Anh em có hình dung câu chuyện đấy không? Mới hồi lại một cây tôi đã có cổ phiếu vượt đỉnh. Đây là mình đang lấy, sorry anh em, mình hôm nay mình không có, mình đang lấy laptop của Cụ Long trợ lý, mình không có cái danh mục của mình ở đây. Nhưng mà đã có cổ phiếu vượt đỉnh rồi đấy. Ví dụ như là GVR. Sáng nay mình có nốt cho anh em rất là nhiều cho nhóm khách hàng đúng không? Không tiện sâu ở đây tại vì là máy tính cũng chẳng biết sâu như nào, trên máy này chưa biết sâu như nào. Đó là mình có nốt với anh em là banh. Mình nói lại thôi, mình lọc lại các vì mình rất nhớ trong đầu, tại vì mình là thằng lọc. Mình nốt luôn cho anh em để anh em nắm được. Một là banh là có, mình có nốt đó là Liên Việt, có ACB, có Techcombank. Đây là những cổ mà nó ảnh hưởng rất là nhiều thị trường. Không phải những cổ độc lập nhé, những cổ ảnh hưởng rất nhiều thị trường bao gồm banh này, thép thì có VGS này, có Hòa Phát này, trứng thì có CTS này, có MBS này, có HCM này. Đấy là những cổ mình nốt, mình lọc. Bất động sản thì mình có nốt TCH, mình có nốt Nam Long này. Đấy là hai con bất động sản. Cái này anh em khách hàng sẽ hiểu rõ nhất tại vì mình nhắn trong nhóm rồi. Tiếp là những cái dòng mà đánh độc lập khu công nghiệp thì mình có nốt IDCO, mình có nốt GVR, mình có nốt SSC. Bán lẻ thì mình có nốt MWG, FRT, PET. Nhớ lắm chứ anh em, mình là thằng lọc không nhớ được. Anh em bảo cổ phiếu nói vắt là phải biết tên nó là gì luôn, nói phải biết trạng thái nó là cổ mạnh hay cổ yếu luôn. Đấy là bán lẻ. Dầu khí là PVS, sáng nay còn lọc dầu là PVS này. PVT thì có nói với anh em đó là nó sẽ đánh giống Zimandev này, nó đánh chậm này. BSR này, PLX này. Đấy là dầu. Bán lẻ, vận tải không có lọc này, thì vận tải yếu. Thủy sản thì không có này, không có lọc này. Hóa chất phân bón thì có lọc Đạm Cà Mau này, có lọc DGC này, đúng không? Đấy là những cổ phiếu lọc. Trong hóa chất phân bón, lợn thì có lọc Dabaco này, BAF này, Hoàng Anh Gia Lai thôi, sợ nó hay úp bô anh em. Đều là những cổ phiếu tích lũy rất là tốt. Đấy, khu công nghiệp thì lợn rồi. Dệt thì có lọc cho anh em TNG này. Đấy, rất nhiều các nhóm cổ phiếu. Mình nhớ hình như là hết rồi đấy. Hết rồi đấy. Lọc Quang Tí cũng hết đấy. Các bạn có cổ thôi, không có nhiều đâu anh em. Không có nhiều đâu. Nay thì mình thấy đây, mình thấy hôm nay là có nhóm điện cũng có hỗ trợ cho thị trường tăng. Ví dụ như là có những thông tin liên quan đến GEC, liên quan đến AIB, đúng không? Hay là PAO tím sau một cái nền rất là dài. Sau một cái nền rất là dài thì PAO tím. Nhưng mà thực sự là đua những cái phiên break như này mình không chắc lắm. Ai tùy anh em thôi, anh em máu thôi, đúng không? Nhưng mà break khoảng 5 triệu cổ như này thì mình nghĩ là loanh quanh cũng sẽ đánh lên được tầm 13. Sẽ đánh được tầm 13 nhá. Yeah. Ok, thị trường ngày hôm nay tăng khoảng 6 điểm. Đấy là những cái mà mình muốn nói với anh em. 5-6 ý đó, và anh em nhớ follow chiến lược đó. Ví dụ như hôm nay khi mà GVR vượt đỉnh, GVR nó còn khỏe hôm trước. Hôm qua chúng ta lọc GVR vượt đỉnh, mình cũng cho anh em thăm dò một tí. Ví dụ như là GVR mình cho anh em thăm dò ở vùng 35 cộng. Mình cho anh em thăm dò một tí. Tại vì nguyên tắc đó là không mua được hoảng loạn thì phải mua lúc break thôi. Bây giờ anh em bảo là cổ phiếu vượt đỉnh, anh em không thăm dò thì hôm sau nó vượt đỉnh xong thì chẳng có mua được. Chẳng có điểm nào mua hợp lý cả. Một là anh em mua vượt đỉnh, hai là anh em mua test lại. Thì vùng giá nó loanh quanh 35 cộng trừ. Đúng không? Hôm nay là cổ vượt đỉnh, trong cái ngày mà thị trường còn chưa tạo đáy xong, tạo đáy ngắn hạn xong, mới có dừng rơi thôi mà đã vượt đỉnh rồi. Đây là một cổ phiếu rất là mạnh. Chúng ta cứ thăm dò, nhảy vào thăm dò thôi. Chúng ta có hai điểm mua trong thị trường. Một là mua lúc hoảng loạn đây ở những viên phân phối 1, 2, 3. Hai là chúng ta mua lúc gì? Rung lắc thì đa phần là không có giá đẹp đâu. Nhưng hoảng loạn là chắc chắn sẽ có giá tốt, tại vì thường là hoảng loạn thì về hỗ trợ. Ba là mua lúc gì? Vượt đỉnh. Các ba điểm mua trong khi mà đã có bùng nổ ra đà thôi, có sóng tăng, và sóng tăng thì anh em cứ thế anh em mua thôi. Cực kỳ quan trọng nhá, đây lý thuyết cực kỳ quan trọng luôn. Nếu đa phần là anh em hoảng loạn, chuẩn là chúng ta gì? Nếu mà anh em cầm cổ yếu thì anh em gọi là cơ cấu thì hay hơn. Thì sau khi cơ cấu xong anh em sẽ có nhu cầu, anh em sẽ tìm kiếm những cổ mạnh. Chứ còn nếu anh em bảo là ủi tao bán hết đi, tao chờ thị trường sập. Trong sóng tăng đừng nói thế, chết đấy. Trong sóng giảm bạn nói thế được, trong sóng tăng bạn nói thế nó đập vỡ mặt bạn luôn. Phải biết thị trường đang củng cố xu hướng nào. Cái đó thì phải tùy các bạn đánh giá, quan điểm của mỗi người là khác nhau. Chứ bạn cứ view về khoảng 1000, mình sợ mình thấy nó chưa có cái vấn đề đấy xảy ra ấy. Thị trường nó chưa bung đến mốc 1200 thì mình chưa biết là bao giờ về 1000. Ý là mình muốn nói là như thế. Quan trọng là mình phù thịnh không phù suy, thế thôi. Còn đang trong xu hướng tăng thì chúng ta nói xu hướng tăng thôi. Nhớ anh em nhá. Thí dụ GVR hôm nay mình nói thực chiến luôn anh em đấy, vì đó là một điểm mà chúng ta có thể mà thăm dò. Còn những anh em ở dưới thì hôm nay có thể mua gia tăng thêm được, không vấn đề gì cả, đúng không? Thậm chí hôm sau nó test lại tầm 34x vẫn ok, tại vì nó vẫn là vượt đỉnh trong một thị trường còn đang dừng rơi, vẫn là khỏe, đúng không? Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta phải hình dung. Trong giai đoạn thị trường xấu mà có cổ phiếu vượt đỉnh không có câu chuyện đấy đâu anh em ạ. Thị trường khỏe có cổ phiếu vượt đỉnh thôi, thị trường xấu không có cổ phiếu vượt đỉnh đâu nhá. Có thể nó sẽ phân hóa rất là gắt, nhưng mà có cổ phiếu vượt đỉnh là rất là đẹp rồi, đúng không? Đấy, PAO này còn tím, GVR này, Hòa Phát này, tham chiếu này, đa phần cổ phiếu vận động tốt. GEC hôm nay có thông tin hỗ trợ này, xong nó cũng vượt được cái nền này. Target tiếp theo chắc là 25-26 anh em nhá. EIB, TCH này cũng hồi tốt, TCH hồi rất tốt, đúng không? TCH hồi rất tốt. Hàng cũng sẽ công lại lên, tích lũy lại thêm ở vùng này 19.5, xong công lại tiếp. Sau khi chưa bị đấm thì các cổ phiếu mạnh cũng phải nghỉ ngơi một tí, đúng không? FPT đúng không, cũng là một cái cổ phiếu mà chúng ta lưu tâm trong cái giai đoạn này. FPT thì có một cái hỗ trợ đó là vùng 129 cộng trừ, thì 129 này mình nghĩ khả năng sẽ đỡ ở đây thôi. Nước ngoài thì đã hôm nay cũng đã bắt đầu mua lại FPT rồi. Thì khả năng là mua vài ngày nó lại full room thôi, đúng không? Hôm nay mua lại 20-30 tỷ thì khả năng là mua vài ngày cũng sẽ full room thôi. Hôm trước thì bán đâu đấy khoảng 355 tỷ, vậy còn 330 tỷ room nữa, khả năng cũng sẽ mua lại thôi, đúng không? Ok, đấy là câu chuyện của nước ngoài. Về M20 rồi thì mình cũng có pick cho anh em để mua kéo ngược rồi. Còn lại thì chúng ta sẽ chờ những cái hàng leader khác, đúng không? Mình đang chờ xem là có cổ nào nó xuất hiện mạnh mẽ không, mình sẽ cân nhắc, đúng không? Chúng ta cũng không có gì chúng ta cứ phải vội vàng cả, không có gì chúng ta phải vội vàng cả. DTD hôm nay cũng hồi phục trở lại, DTD hôm trước anh em còn dã sàn cơ, đúng không? Hôm nay thì cũng hồi phục trở lại, mình đánh giá là cũng tương đối là ok, tương đối là tốt, cũng không có vấn đề gì mà quá là kinh khủng cả, đúng không? Cũng hồi phục trở lại, hôm nay cũng được 5%. Hoa Sen nay cuối phiên hồi được 2%, VGS hồi hơn 3%, GEC 4%, TCH 4%, Đạm Cà Mau cũng là một con hồi rất là tốt, Đạm Cà Mau 1,59%, VIX đúng không, VND, FPT đa phần là hồi tương đối tốt, đúng không? Các cổ mảnh là bắt đầu hồi lại rồi, đấy, ok. Những cổ ấy thì điều chỉnh bình thường thôi. Đó là những cái ý mà mình muốn nói cho anh em trong phiên ngày hôm nay thôi. Điểm trừ chứ vẫn là nước ngoài, à, ngoại dã ác nhỉ. Mấy thằng này kiểu nó không hiểu sao nó dã kinh thế, đúng không? Dã ác đấy, ngoại này dã ác, dã căng tài. Hôm nay 17.000 tỷ mà nó bán 500 tỷ là bán khéo đấy, bán rất khéo luôn. Không biết là Tây Lông hay là Tây Mỗ hay là Tây Ba Lô hay là Tây Nguyên, nhưng không biết, nhưng mà bán khéo, rất khéo. 17.000 tỷ nó bán được 500 tỷ là rất khéo luôn đấy anh em, rất khéo. Ok, đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với anh em. Hy vọng rằng cái đà bán dòng của nước ngoài nó sẽ chậm lại để cho thị trường nó tích cực hơn. Ok, trong thời gian tới thì mình chắc là mình sẽ pick tương đối nhiều đấy. Chắc là mình đánh giá là chỉ khoảng đến cuối tháng này nó bắt đầu ra thông tin liên quan đến GDP của Mỹ này, liên quan đến CPI của Việt Nam này. Anh em bắt đầu nếu có xấu tí là anh em lại hoảng loạn, đúng không? Bắt đầu nó chiết khấu vào giá, thêm cây ví dụ thêm khoảng 50 điểm nữa thì mình đánh giá là cũng là cơ hội để chúng ta xem nên là con nào là con khỏe thì mình nhảy vào, đúng không? Mình nghĩ chỉ 3-5 phiên tới thôi, không nhiều đâu. Thông thường sau khi mà tích lũy xong như này, sau khi có một phiên hoảng loạn bán rồi thì không có lâu đâu. Kinh nghiệm là rất nhanh thôi, chỉ khoảng 3-5 phiên sau là xuất hiện leader ngay. Mình đang chờ xem phiên con nào thôi, 3-5 phiên sau xuất hiện leader ngay. Ok, chắc là cảm ơn anh em rất là nhiều. Một video rất là ngắn chia sẻ với anh em về thị trường thôi, nhưng mình hy vọng rằng nó có thể mang lại những cái hiệu quả cho anh em trong đầu tư. Mình hôm nay mình muốn chia sẻ anh em về cái kỹ thuật mua bán thực chiến thôi, chứ còn khi mà anh em có kỹ thuật đấy thì mình nghĩ là anh em mình tin anh em sẽ lọc được cổ phiếu và sẽ ok nhá. Yeah. Còn ai muốn khó khăn quá trong cái câu chuyện đó thì cả nhà có thể vào room khách hàng của mình để đăng ký nhá. Yeah. Vào thì sẽ được chia sẻ về cổ phiếu, về thị trường, về mọi thứ, làm sao để cho nó ok nhất, nó có thể là học hỏi chia sẻ cùng nhau. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà có một phiên giao dịch thành công và hẹn cả nhà vào buổi live tối mai trên YouTube và TikTok anh Lương Vịt và ở phòng live nhé. Đừng quên để lại một like, một tim, một follow ủng hộ kênh. Bye bye.